Hey yo, xin chào mọi người, mình là Tài đây. Thì hôm nay mình sẽ không làm một clip chơi game mà là một clip thông báo về kênh của mình. Thì như mọi người thấy là kênh mình đã đạt 200 subscribe rồi. Thì cũng hơn 2 tháng rồi, mình làm khoảng là 72 video mà mỗi ngày mình ra một video là cũng khoảng hơn 2 tháng rồi. Mình đã đạt con số là 201 người đăng ký. Thì kênh cũng đang phát triển với tốc độ là đối với mình thì cũng nhanh mà cũng không nhanh mà cũng không chậm đó. Mình bởi vì mình không có editor nên là cũng chịu thôi. Mình cũng cảm ơn 201 người đã đăng ký giúp mình nha. Thì hôm nay chỉ là một clip thông báo thôi. Thì với kênh của mình thì mình bây giờ mình sẽ nói luôn là kênh mình sẽ hoạt động bình thường trong từ bây giờ luôn. Nó bởi vì hiện tại thì mình đang thi nè, nhưng mà mình vẫn sẽ giúp kênh, cố giúp cho cái kênh của mình. Phải giúp chứ, kênh mình mà đâu ai giúp mình được. Đó là sẽ hoạt động rất phải hoạt động theo tiến trình là cứ một ngày một video thôi. Ngày hôm qua mình vừa mới thi xong á, không kịp làm video. Đấy. Ra thì tuần sau thì trường mình sẽ bắt đầu sắp xếp là mình có thể về sớm, sau khi mình thi á mình có thể sắp xếp về sớm rồi. Chuyện thứ hai thì kênh cái vụ mà Discord á thì mình đã làm xong rồi nhá, thì mọi người có thể xem ở dưới phần mô tả. Và nói này hơi kỳ cục, cái này mình chỉ nói cho những người 18 tuổi trở lên, nói đúng hơn á là những người mà đã học cấp 2 và lớp 8, lớp 9 á, chắc chắn lớp 8 nha. Bởi vì lớp 8 thì mọi người đã học cái bài sinh học mà gì cơ quan sinh dục nam và cơ quan sinh dục nữ rồi. Đó. Là nó sẽ có ảnh 18 cộng, là ảnh mà nút của, hoặc là ảnh mà làm ba cái việc vẽ bạ của sao nhỉ, của Durando rồi Rita các kiểu. Thì có, mình có rất nhiều luôn, nhưng mà mình không có up lên Facebook được, bởi vì đó là nó vi phạm á, là những tấm ảnh đồ trụy. Nên là mình sẽ gửi lên Discord nhé, nên là mọi người có thể vào và lấy. Thì mình chỉ up vào 2 ngày nghỉ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thôi, chứ ngày nào mình cũng up thì mình sao mà mình kiểu như là mình, nó cũng sẽ hết. Ảnh của mình có nhưng nó cũng sẽ hết, nên là mình sẽ up 2 ngày đó thôi. Rồi, việc thứ ba thì về cái việc tiếp tế mở rộng hay là tiếp tế chuẩn hay là gì, mình thì mình mong là mọi người kiểu như mọi người tích Chris, không mà mọi người nghĩ đến mình, cái là mọi người giúp mình là có thể mọi người nhắn riêng qua Discord cho mình để có thể mình nhận được tài khoản mật khẩu và mình sẽ quay. Ví dụ cái tiếp tế hộ này thì tiếp tế nhân vật thì mình không chắc chắn là mọi người ăn được con nhân vật ở đâu, nhưng mà tiếp tế vũ khí thì mình nghĩ là mình có thể lấy được những cái vũ khí mà mọi người rất cần đó. Đó là những gì mà mình thông báo thôi. Thì sau cái phần mô tả, mọi người sẽ để phần mô tả là sẽ có cho mọi người. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Bye bye.